sang ngày 1 tháng 4 nhá. Cái sắp sắp mà dây vừa dây nè. Rồi, 3 số thực là BC nhá. Với 3 số thực thì chúng ta cũng có thể đặt là double nhá. Double, mở block ra. Đặt được block cũng được nhá. Double thì sẽ giải số nó nhiều hơn thôi. Và cách nhập vào cũng easy như vậy. Con số trả lời đặt vào 3 số thực A, B, C. Ta sẽ nhớ ghi thêm là con số chấm output. Và hãy đặt biết con số chấm rồi. A bằng là A bằng con số chấm đít là để cho nhanh thì chúng ta sẽ copy luôn 3 dòng này. Nhà B, nhà C. Ta sẽ xét cho trường hợp nhé. Đầu tiên là nếu như mà A bằng 0. A bằng 0 thì phương trình sẽ trở thành là gì? Phương trình bậc nhất nhá. Phương trình bậc nhất AX cộng B bằng 0. À phải là B cộng C bằng 0, đúng không? B cộng C bằng 0. Trường tiếp theo này, thấy không? Nếu như mà A bằng 0 thì chúng ta sẽ xét tính nhá, tính định thức delta. Yeah. Ta sẽ biết thêm ở đây là D. D thay cho delta này. D sẽ bằng là B bình phương này. Trừ đi 4A. 4 nhân A nhân C. Yeah. 4AC. Và xét các trường hợp của delta D nhá. If đầu tiên ta xét trường hợp nhỏ không trước đi, nó dễ. D nhỏ không thì là phương trình vô nghĩa. Trường hợp mà D lớn hơn là bằng 0. Bây giờ đây D nhỏ không này. D lớn là bằng 0 chúng ta sẽ xét trường hợp là bằng 0. Tiếp D bằng 0. Đây là trường hợp có nghiệm kép này. Và trường hợp còn lại lớn không là có hai nghiệm. Vậy chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp một. Thứ nhất là B cộng C bằng 0. Đây là phương trình bậc nhất chúng ta vừa giải ở đây, đúng không? Chúng ta có thể copy hoàn toàn đoạn này. Đó, yeah. Copy hoàn toàn này và chúng ta thay đâu. Thay A bằng B và thay B bằng C. Đây là trừ C trên B. Đó. Thế là xong nhá. Còn trường hợp này chúng ta sẽ thấy là phương trình vô nghiệm, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần viết ra một dòng là con số chấm sai line
Trường hợp có nghiệm kép, ta viết là console.write. Và chúng ta biết nghiệm kép ở đây là trừ b trên 2a đúng không? Trừ b đó, 2 nhân a. Trường hợp có hai nghiệm. X1 bằng đây là trừ B trừ FQ FQRB trừ B trừ căn delta chia 2A nhé. Và trường hợp còn lại là trừ B cộng căn delta trên 2A. Để có căn thức thì chúng ta biết là mat nhá, mat là gì, là lớp của các hàm toán học đấy, có sin, cos, tan, rồi sqrt vân vân rất nhiều trong này nhá. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập này nhá. Rồi kiểm soát lại cái code một chút này. Giờ là chẳng phải ở đây. Lúc đầu ta quên biết con số ít like là sau chèn mà hơi khó đúng không? Rất là nhiều ngoặc. Đấy. Để thử nhá. Để ba số được ABC này. 3, 4 và 5. Đấy, vô nghiệm. Muốn có nghiệm thì chúng ta cần phải để bình phương trừ 4AC mà đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ cần cái số B nó lớn một chút. Đấy. Đấy. Đây chúng ta viết lại là x2